ready to go beyond the edge. Các thông số ISO của máy thì mình để chế độ mặc định auto, mình không có can thiệp chỉnh sửa. Để cho các bạn xem về cái video gốc của chiếc máy này. Âm thanh thì cũng được thu trực tiếp từ máy và mình không có chỉnh sửa. Về chi tiết sản phẩm, review, giá bán, vân vân, các bạn có thể tìm hiểu thêm trên Google. Mình mới xin được cái chú kia bao ổi mì ở công viên Nguyễn Văn Lượng để cho cá ăn. Để dễ dàng cho cái hồ sen đằng kia cho cá ăn. Chỉ có riêng đoạn này là mình có kéo sáng 13% để nhìn cho rõ con cá. Sát ở đây một miếng to. Liên tục đi nó mới đến mấy con cá đâu. Nó lại cả một kiểu. Con này cánh tay kìa. Con này cánh tay kìa. Con này cánh tay kìa.
chỗ nghỉ. To quá nó không. Tí con phàng này đẹp quá. Kì. Để đây bánh mì đây này. Anh có xin thêm không chị, chú có đứa để cho vô. Bên đấy cái có cái chú ở đây, chú xách một bịch to sang đấy cho ăn rồi. Miếng to lên. Ừ, bây giờ cho ăn bên này, nó thật luôn rồi nó cũng hiểu không có đây rồi. Cái hồ bên kia vừa rồi có cái chú xách bịch chắc to không mấy. Úi giời. Không có thở đấy nữa. Úi. Nhìn thế. Úi giời. Cả to. Kì, cá như cái quả này. Úi giời. Chú đây không? Có chú đây, chú này đây chứ. Nó đang ăn quá trời thế. Đấy, quay vậy nó nổi lên. Ừ. Đó, vậy nó mới lên nhiều. Thế hồi nãy có ít quá lên đấy. Úi giời. Úi trời, nó kém một cái. Nguyên một cái xuống rồi. Con đấy nó ăn. Con cá bạch ta ăn kia hả? Cho con mấy này. Cái gì đó, chú? Ui giời ơi. Đã nhỉ. Con cá cá mạch ngoài kia đó mà nó nhỏ nó cút thì ba. Con nãy đi kia. Chầu chầu lên râu nó dài thế này. Ăn nhiều quá nó hết lên rồi. Ui con cá chép chi trắng này. Bánh mì chê giờ rải thức ăn xuống thôi, rải thức ăn xuống nó lên rồi thấy. Không. Chê ăn cả. Này con này. Đó nó đang trắng rồi. Con hổ rồi, quay vậy nè. Rồi nó ăn hết rồi. Chứ đi qua quay hồ qua bên kia đâu đi. Bên kia nó không ăn. Bên kia chị Pháp mà nó không có sách đằng đấy này, bắt khách quay lại. Anh chị anh vừa đang sách cái đằng đấy rồi đó. Thấy giải mấy quầy. Thì đó, đấy nào. Con thấy từ từ con chụm con bé quá. Thì là hồ sâu nguy hiểm.